Dương Thảo Lan. Ô kìa, ông là ai? Tôi chỉ là một gã ăn mày khốn khổ. Một gã ăn mày à? Vậy mà tôi tưởng. À, ông cần gì? Bạc tiền hay cơm gạo? Dạ thưa bà, tôi tuy là một kẻ ăn mày đọc được xóa chợ, nhưng hôm nay tôi tới đây không phải dụng ý khất thực hàng ngày. Nếu như vậy ông muốn gì? Tôi muốn nhìn lại dung nhan của bà cho thỏa lòng mong nhớ. Câm ngay, gã ăn mày hỗn láo, người là ai? Là ai? Đây, bà hãy nhìn cho rõ kẻ khốn nạn này. Hả? Trần Bảo, anh vẫn còn sống. Dương Thảo Lan. Đừng, Trần Bảo ơi, em xin anh chớ tới gần. Vì sao? Vì sao em muốn lánh mặt anh? Tại sao? Tại sao vậy hả? Tại sao? Phải quay lưng cúi mặt trốn chạy người xưa để cô quên đi chuyện tình trái cho dù lòng em vẫn còn thương còn làm sao vừa gặp lại nhau em chẳng vui mừng. Trời đổ mưa giông làm cho lệch hồng mỗi thâm mắt mi kem xanh tóc mây đã rời bao nỗi nhớ niềm thương trai rứt con tim làm cho ai phải ngày ngày mòn mỏi nhớ mong đêm canh dài thắt thẻo thương đời qua lạnh lẽo chung cô phòng. Của đời ta là giọt máu giữa tim hồng dưới những chân roi đòn nát tan thân xác nhưng đâu bằng trai đức ở lương tâm. Tôi nóng lòng muốn gặp lại cô nhân nhưng sau khi thốt chết tôi trở về đây tìm người yêu cô nhưng có ngờ đâu lầu mộng ngày xưa đâu còn nữa. Người của tôi thương nay rẻ đôi ân tình. Trả lại ánh trăng kỷ niệm năm nào, trả lại sát bướm với cành lan. Trả lại ngày xưa ôi nghe đau xót tâm hồn xin nay hãy sớm quên đi cành lan ngày ấy xin ấm ấp trọn đời. Trời
vẫn còn yêu tôi thì tại sao lại đành tâm ghé bên sang thuyền, một thôn nữ ở bên sông nước ngày ngày giặt lúa mà nay bỗng thành tổng đốc phu nhân. Bà ơi, cho tới nay tôi mới biết tôi lầm đi xây lầu vàng yêu đương trên bài ca. Tưởng đâu khổ sầu đã làm cho bà tàn phai hương sắc, nào ngờ bà chẳng vui cười trên gấm lụa vàng son.